Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự Trại Họp Bàn Hướng Đạo Thế Giới do Nicole Võ thực hiện.
Kính chúc quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV thứ Bảy 10 tháng 8 2019 vào lúc 11 giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV, xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.